Ngay khi bé có thể uống bằng cốc, bạn nên giúp bé cai bình dần dần. Bé nên ngưng bú bình khi được 18 tháng tuổi. Trước tiên, hãy cho bé uống một cốc sữa ban ngày. Để bé ngồi trên ghế để uống, bạn nên ngồi cùng để bé cảm nhận được sự an toàn. Khi bé uống sữa từ cốc, bạn nên tán thưởng bé. Bạn cũng có thể cho bé uống bằng ống hút. Khi bé quen dần với việc uống sữa bằng cốc ban ngày, hãy cai bình cho bé trước khi ngủ. Cho bé nửa cốc sữa và ít thức ăn như bánh mì. Sau khi bé ăn xong, bạn nên đánh răng cho bé, sau đó đưa bé vào giường và kể chuyện trước khi ngủ. Khi bé yên lặng dần, bé sẽ ngủ. Cai bú bình là một phần trong quá trình phát triển của bé. Nó giúp bé tránh các vấn đề răng miệng xuất hiện. Sự phối hợp của các thành viên trong gia đình sẽ giúp trẻ cai bình suôn sẻ. Trì hoãn phối hợp sẽ làm cho việc cai bình khó khăn hơn khi trẻ lớn dần.